Diễm Thi và Chân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ ba ngày 12 tháng 8 với một số tin tức đáng chú ý. Diễn đàn quốc tế đối ngoại đa phương khai mạc tại Hà Nội. Hoa Kỳ, Australia thảo luận tăng cường hợp tác quốc phòng. Thưa quý vị, vài giờ đồng hồ nữa tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ đọc bài diễn văn quan trọng khai mạc hội nghị đối ngoại đa phương với sự tham dự của các viên chức chính phủ cũng như các học giả và những nhân vật tên tuổi của thế giới. Mọi người đang trông chờ những điểm mà người lãnh đạo chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra trong bài diễn văn nói về chính sách ngoại giao, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông đang ở mức cao nhất vì những hành động mang tính gây hấn mà Trung Quốc vẫn thực hiện, liên quan trực tiếp đến an ninh của quốc gia và tạo nhiều khó khăn cho mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ trì hội nghị với chuyên đề đối ngoại đa phương, trong đó các tham dự viên sẽ bàn thảo về chặng đường 30 năm đối ngoại của Việt Nam kể cả những thành tựu và những bài học kinh nghiệm cần rút tỉa. Được biết, trong số các quan khách tham dự có cựu Tổng giám đốc Pascal Lamy của WTO, Nguyên Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Dana pala và ông George Yu, cựu Ngoại trưởng Singapore. Sau hội nghị, đối ngoại đa phương Việt Nam cũng sẽ tổ chức diễn đàn biển ASEAN và diễn đàn biển ASEAN mở rộng, cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng này. Quyết định chọn Việt Nam đăng cai hai diễn đàn quan trọng này được các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và đối tác tán thành hồi cuối tuần trước trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN và diễn đàn khu vực ASEAN tổ chức tại Miến Điện. Xin nhắc lại là vấn đề Biển Đông, an toàn hàng hải, ổn định và phát triển bền vững cho ASEAN là vấn đề được mọi quốc gia quan tâm và cũng là mục tiêu của những cuộc thảo luận ở diễn đàn. Một hội nghị tầm vóc quốc tế khác cũng được chú ý đến là cuộc thảo luận thường niên về an ninh và quốc phòng giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Úc sẽ diễn ra sáng nay tại Sydney. Tại hội nghị, đại diện của Hoa Kỳ gồm Ngoại trưởng John Kerry và ông Tổng trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ cùng với phía đối tác bàn thảo về tình hình an ninh khu vực, chú trọng đến những căng thẳng đang xảy ra ở Đông Á và Đông Nam Á và những thử thách xảy ra trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tối hôm qua tại Washington, các viên chức cao cấp của hành pháp Hoa Kỳ cho biết một trong những thỏa thuận sẽ được ký kết trong ngày hôm nay là Hiệp ước 25 năm cho phép Hoa Kỳ luôn luôn có 2.500 binh sĩ, thủy quân lục chiến và không quân đồn trú ở Darwin. Kế hoạch đưa binh sĩ Mỹ đóng quân tại Darwin được hai chính phủ Úc và Hoa Kỳ đồng ý từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhằm hỗ trợ cho chính sách tái phối trí ở châu Á-Thái Bình Dương mà Washington đang thực hiện. Trước khi rời Washington để đến Sydney, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đó là ông Chuck Hagel, cũng nói đến điểm này, cho biết sự yểm trợ của Úc giữ một vai trò quan trọng cho kế hoạch của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương, góp phần giúp Hoa Kỳ duy trì một lực lượng gồm 360.000 binh sĩ với 200 chiến hạng. Người đang điều khiển ngũ giác đài còn nói, và chúng tôi xin trích nguyên văn như sau, chúng ta sẽ không đi đâu cả. Ý muốn nói là Hoa Kỳ sẽ không rời hay bỏ rơi các quốc gia đồng minh và những nước bạn trong vùng đất này. Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch nhắm vào những cơ quan thiện nguyện quốc tế hoạt động ở khu vực nằm gần biên giới với Bắc Hàn, buộc nhân viên của những tổ chức này phải tức khắc rời khỏi hoa lục. Những cư dân địa phương cho biết quyết định cứng rắn này được thực hiện từ đầu tháng này, nhắm thẳng vào các tổ chức thiện nguyện của người nước ngoài, chuyên giúp đỡ cho những người Bắc Hàn tìm đường vượt biên sang hoa lục và sau đó giúp họ trốn sang một nước thứ ba. Tin đài chúng tôi ghi nhận được còn cho thấy, những tổ chức mà Trung Quốc nhắm đến đều là những tổ chức do Thiên Chúa Giáo thành lập có đăng ký với chính quyền. Chúng tôi cũng được biết có tới hơn 3.000 nhà truyền giáo Nam Hàn không được Bắc Kinh cấp visa khi họ xin trở lại Trung Quốc. Cũng liên quan đến Bắc Hàn, chiều hôm qua Bình Nhưỡng thông báo sẽ cho công bố bản phúc trình nói về tình hình nhân quyền của chính họ. Hiệp hội nghiên cứu nhân quyền Bắc Hàn do nhà nước thành lập cho hay bản phúc trình này sẽ cho thế giới thấy hình ảnh hạnh phúc, vui sướng của người dân Bắc Hàn, xóa tan tất cả những điều bịa đặt được ghi trong báo cáo nhân quyền mà Liên Hiệp Quốc đã phổ biến cách đây 6 tháng. Báo cáo nhân quyền của Liên Hiệp Quốc viết rằng tình trạng cưỡng bách, lao động, bắt giữ, tra tấn và giết người trái phép là chuyện thường xuyên xảy ra ở Bắc Hàn. Chưa biết bao giờ phúc trình nhân quyền của Bắc Hàn sẽ được phổ biến, nhưng giới chức của Bình Nhưỡng bảo là sẽ phát hành trong một ngày không bao xa. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đảng cho tự do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ a net nếu bị tường lửa ngăn chặn quý vị vào địa chỉ á châu tự do info quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org diễm thi và Trân như xin kính chào tạm biệt